Các bạn muốn kiếm tiền trên app online uy tín 100%, dành vào chơi không cần bỏ vốn, thì các bạn có thể qua kênh DVO kiếm tiền online tham khảo, cũng như là xem những video bạn ấy chia sẻ và hướng dẫn cách chơi. Link kênh mình có để dưới phần bình luận và mô tả của video này. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di. Ở tập trước, Linh Bảo Thiên Tôn đã chết dưới tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, và nhờ sự ngáo đá của con ếch xanh Đạo Đức Thiên Tôn, Ngao Tuyết thì đã tiến đến trận chiến, đến với nội dung của Tây Hành Kỳ phần 6 tập 18. Ngao Tuyết nói: "Ta sao? Nói ra ngươi sẽ không tin đâu, ta đã nhiều lần vào sinh ra tử, lần lượt đánh lui ám ảnh thần ở Đông Hải và Bắc Hải, cứu rỗi Long tộc đã lâm vào cảnh dầu sôi nửa bỏng. Sau đó họ đã cử ta làm Long Vương. Nhìn cái này là đại kiếm của Long Vương, ngươi cũng biết, ta trước giờ đều không biết sử dụng kiếm, nhưng vẫn mang theo, bởi vì đây tượng trưng cho thân phận. Ta đã không còn tên nhóc vô danh vô phận ngày nào, đỉnh đỉnh đại danh Ngao Tuyết Long Vương." Lúc này Đường Tam Tạng nói: "Ngộ Tĩnh, con vẫn trụ được chứ?" Ngao Tuyết nói: "Ê, này này, có đang nghe ta nói không?" Đường Tam Tạng nói: "Ngao Tuyết, ngươi đã bỏ đi, vốn có thể đứng ngoài xem, nhưng ngươi đã trở về cùng bọn ta thâm nhập hiểm cảnh. Đây có thể là một lựa chọn khó khăn, ngươi đã chứng minh dũng khí và trách nhiệm của mình. Ta nói thật đó, sao vậy, không phải ngươi đã có cách đối phó rồi sao?" Ngao Tuyết nói: "Để ta lo, ta đã học được chiêu mới gọi là thiên lôi, cứ đẻ ra, đến rồi." Đường Tam Tạng nói: "Thấy mẹ gì đâu?" Ngao Tuyết nói: "Từ từ nào, ta cần tập trung. Với thân phận Long Vương, kêu gọi cửu thiên chi lôi hạ phàm, quẩy lên." Ngay lúc này, một luồng thiên lôi từ trời giáng xuống người ám ảnh đế. Sức mạnh của luồng sấm này cực kỳ kinh người, nó tạo ra hẳn một hố to khủng khiếp. Ngao Tuyết giơ tay lên trời cười nói: Hớ, thành công rồi. Chiến đấu thực sự không phải lần nào cũng thuận lợi như vậy, xem ra hôm nay trạng thái của ta không tồi." Đường Tam Tạng nói: "Ở đây có tro bụi tích tụ hàng ngàn năm, toàn bộ đều bị lôi điện của mi làm bay lên, cái gì cũng không thấy, như vậy không có lợi cho chúng ta." Ngao Tuyết nói: "Hắn chết rồi chứ?" Ngay lúc này Đường Tam hét lớn: "Cẩn thận!" Rồi ông túm Ngao Tuyết nằm rạp ra đất. Lúc này mưa kiếm loại xuất hiện, chúng liên tiếp lao tới tấn công, Đường Tam Tạng và Ngao Tuyết tách ra né tránh. Ám ảnh thiên đế nói: "Đế tiện, bỉ ổi, các ngươi nghĩ rằng đánh úp bổn đế là có thể thắng sao? Ngây thơ quá rồi." "Đường Tam Tạng, bổn đế giết ngươi trước." Ngay lúc này phía sau Bạch Lang đã lao tới ôm lấy cơ thể của ám ảnh thiên đế. Bạch Lang nói: "Đừng quên có ta chứ, vì tiểu vũ ta sẽ không thua." Ám ảnh đế nói: "Ngươi đến vừa đúng lúc, bổn đế sẽ dùng tinh huyết của ngươi trị thương, ngươi sẽ hôn mê lần nữa ngay thôi." Ngay lúc Bạch Lang đang bị hút máu, Đường Tam Tạng đã tới nói: "Ám ảnh thiên đế, ông không nên đánh giá thấp ý chí của nó. Ám ảnh chi thị nhà ngươi vốn chưa từng xem trọng một lang yêu nhỏ bé. Đáng tiếc đây là lý do hôm nay ngươi thất bại." Rồi ông vung quyền đấm thẳng vào mặt ám ảnh thiên đế, tung ra phong ấn chi thuật. Một đấm này thiêu đốt cả khuôn mặt ám ảnh thiên đế, khiến ông ta bị thương. Không dừng ở đó, Đường Tam Tạng lao tới nói: "Ám ảnh đế, linh hồn sa đọa của ngươi đang bốc cháy, ngày chết của ngươi tới rồi." Nhưng ngay lúc này Đường Tam Tạng không nhúc nhích được, tất cả mọi người đều không nhúc nhích được. Ngộ Tĩnh nói: "Là tơ nhện, đừng cử động hoặc giằng co, sẽ càng thắt chặt hơn." Thế nhưng Ngao Tuyết đã dãy giụa, nó bị tơ nhện trói chân, ngã xuống. Đường Tam Tạng nói: "Bạch Lang, đừng cử động, chúng ta trong vô thức đã mắc phải tơ nhện." Về phía bát giới, nó đang vật lộn với Bạch Xà. Bạch Xà nói: "Con heo thối, buông tay ra, ngươi cứ ôm ta khinh khít như vậy là có ý gì?" Cả hai đang nhào lộn trên đất. Bát giới nói: "Lão Trư mà buông tay sẽ dính gai độc của ngươi, lão Trư đâu có ngu." Nhưng ngay lúc này cả hai lập tức dừng lại. Bát giới nói: "Gì vậy? Treo lơ lửng có vật gì đang cuốn lấy chúng ta?" Bạch Xà nói: "Đây là..." Về phía Tiểu Bối và Ngân Xa, cả hai cũng đang bị giữ lại giữa không trung, mạng nhện răng già từ khi nào ở đâu cũng có. Tất cả đều trong vô thức, mắc vào cái bẫy không thấy được. Bạch Lang nói: "Sư phụ, những sợi tơ này thật chắc, giật không đứt." Đường Tam Tạng nói: "Tơ nhện tuy mỏng nhưng cực kỳ chắc, dùng sức thôi sẽ giật không đứt." Ngộ Tĩnh. Ngộ Tĩnh nói: "Sư phụ, mana của con hiện tại đã cạn kiệt, tạm thời không có cách nào hồi khí lại từ đầu." Ám ảnh thiên đế lúc này nói: "Bạch Ti." Bạch Ti nói: "Cha nuôi, người không sao chứ? Trong lúc các người đang chiến đấu, ta cũng không đứng chơi. Ta lặng lẽ răng tơ ở xung quanh, chỉ một chốc đã thành công tóm gọn cả đám. Cảm tạ Đại Pháp Sư. Ngài biết không, thứ ta được di truyền từ mẹ ta chính là khả năng săn bắt này, để các người xem thử." Rồi cô ả co chân lên, hai bàn chân hóa thành chân nhện. Cô ta đã hóa thành bộ mặt thực sự của yêu tinh nhện. Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, cảm giác khi bị treo lơ lửng ra sao? Rồi Bạch Ti tiến tới gần Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng nói: "Bộ dạng này của cô thực sự là uất kỳ cục."
Bạch Ti cô nương sao không thả ta xuống từ từ nói. Bạch Ti nói, no no, nhện nhện không bao giờ là buông tha cho thức ăn đã mắc vào mạng. Đặc biệt là ngươi, tinh huyết của thánh nhân, xem ra rất ngon, lần này thu hoạch lớn rồi, cao vị muốn thoát khỏi mạng nhện của ta là điều không thể. Bình tĩnh, đứng đợi như đại pháp sư là thông minh nhất. Ám ảnh thiên đế tiến tới nói, đừng làm những chuyện vô bổ, mau chóng thịt luộc chúng đi. Đường Tam Tạng nói, Bạch Ti cô nương, có gì từ từ nói. Bạch Ti nói, đại pháp sư muốn kéo dài thời gian, đợi sang ngộ tĩnh hồi khí sao? Mạng nhện của ta chỉ trói không nổi hắn, đáng tiếc là đã bị ta nhìn thấu. Cô ta cong đuôi xuất hiện một cái mũi nọc độc, cô ta vung đuôi đâm thẳng về phía ám ảnh thiên đế, nọc độc xuất vào người. Cô nói, cha nuôi, xin lỗi người, con quyết định đổi phe rồi. Nhện nhện nhỏ bé cũng có suy nghĩ riêng của mình, còn bỗng nhiên không muốn đi con đường quá hồn nữa, xin thứ lỗi cho con. Ám ảnh thiên đế giơ tay, triệu hồi ra ma kiếm. Ma kiếm lao tới tấn công Bạch Ti, nhưng ngay lúc này Ngộ Tĩnh đã hồi mana, xuất ra xa chiến sĩ, dương kiếm đón đỡ đợt mưa kiếm của ám ảnh thiên đế, giải nguy cho Bạch Ti. Ngộ Tĩnh nói, nếu Bạch Ti cô nương đã quyết định rời khỏi ám hồn, cho dù mục đích của cô là gì đi nữa thì cũng là bạn của chúng tôi. Bạch Ti nói, có bạn thật tốt, bây giờ có thể phun độc thoải mái mà không cần đắn đo nữa. Bạch Ti truyền độc vào cơ thể ám ảnh đế rồi rút cái đuôi nọc ra. Ngay lúc đó, bộ dạng của ám ảnh đế cực kỳ đau khổ, tiếng kêu thảm thiết, vết thương của phong ấn chi quyền lúc này di rời ra toàn thân, dịch độc của nhện yêu hòa tan nội tạng hắn đã không còn sức để trị tiếp cho vết thương trên đầu. Ám ảnh đế cơ thể đang bốc cháy, hắn cố nói, ta không can tâm, ta đường đường là thiên đế, lại bị bọn ngươi lũ trộm cắp sâu bọ, nói tới đây thì cơ thể ông ta cháy thành một bộ xương khô. Ở phía âm gian, linh hồn ám ảnh thiên đế đã về gần với bản thể của đế Thích Thiên. Ông nói, rốt cuộc ngươi cũng thành cô hồn, một nửa của ta, đây là báo ứng của việc làm quá nhiều điều xấu. Ám ảnh đế nói, ngươi dựa vào cái gì mà dạy dỗ ta, ta chính là hình thái mà ngươi luôn áp chế. Những chuyện ngươi luôn không dám làm, không dám nghĩ quá nhiều nên mới có ta. Đế Thích Thiên nói, ta là ánh sáng, ngươi là bóng tối, ngươi là ác niệm trong ta. Ám ảnh thiên đế nói, trong người ai không có ác niệm chứ? Chính nghĩa và tà ác, thuần khiết là không tồn tại. Ngươi là thiên giới chi chủ, yêu cầu bản thân hoàn mỹ không khuyến khuyết, không thể chứa đựng bất cứ thứ gì không đúng. Kết quả thì ngược lại, ngươi đã tạo ra ta. Đế Thích Thiên nói, ta thừa nhận như thế quả thực là sai lầm, chúng ta ngay từ đầu không nên tách ra. Ám ảnh đế nói, đúng là vậy, nếu hôm đấy chúng ta không tách ra, bây giờ đã trở thành bá chủ của thế giới từ lâu. Nhưng mà hiện tại, ngươi nhìn đi, ta và ngươi đều là kẻ thất bại, ta oán hận mọi thứ trên đời, tất cả chúng sinh đều ngu không thể tả. Đế Thích Thiên nói, trách cứ, gầm giống đã không thay đổi được sự thật, ngươi đã thất bại rồi, muốn sửa chữa lỗi lầm hôm đấy, đến giờ phút này vẫn chưa muộn. Ta với ngươi kết hợp lại từ đầu mới là linh hồn hoàn chỉnh, ngươi và ta vốn là một. Ám ảnh đế nói, sau đó ta sẽ chịu sự khống chế của mi. Đế Thích Thiên nói, sau khi hợp thể, ta chính là ngươi, không có ai khống chế ai, ngươi không có lựa chọn nào tốt hơn nữa. Nếu ngươi và ta không phải linh hồn hoàn chỉnh, chuyện gì cũng làm không được. Rồi cả hai ánh sáng và bóng tối kết hợp lại với nhau. Đế Thích Thiên bóng tối tự nói, ta một lần nữa hoàn chỉnh, cảm giác thật tốt. Tuy thân xác ta đã bị hủy, nhưng chỉ cần gửi gắm linh hồn vào thân kiếm, ta vẫn có thể tồn tại tiếp tục trong trạng thái này. Đế Thích Thiên, ta vẫn là thiên giới chi chủ. Đế Thích Thiên ánh sáng nói tiếp, không, đến lúc chúng ta phải đi rồi. Nhìn xung quanh đi, đây không phải thiên giới, đây là âm giới. Âm giới vẫn là nơi ở của người chết. Chúng ta tuy là thần, nhưng vẫn phải chấp nhận quy luật này. Cầu đã ở phía trước, đi qua cây cầu này, nó sẽ giúp chúng ta rửa sạch tất cả tội nghiệp. Đây chính là điều ta muốn. Nếu ngươi cũng đã thừa nhận chúng ta đều sai, lưu luyến trần thế nhiều hơn nữa chỉ khiến chúng ta càng khó coi. Đế Thích Thiên bóng tối nói, ngươi lừa ta hợp thể, sau đó đi vào con đường luân hồi. Cha già chết tiệt nhà ngươi, cú lừa, rồi ông ta bước lên cầu luân hồi đi qua nó. Quay trở lại với nhóm Đường Tam Tạng, nhờ sự giúp đỡ của nhện yêu, cả nhóm đã thành công đánh bại ám ảnh đế. Về phía bát giới, nó vẫn không chịu buông bạch xà ra, bạch xà hét lớn, còn không buông ta ra, héo thối, tay ngươi đừng có sở linh tinh. Bát giới nói, bị trói vào nhau cũng hết cách, ai bảo dáng người quá đẹp chi. Kết thúc nội dung của Tây Hành Kịp, các bạn thấy nó thế nào? Đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ LTG nhé! Cuối cùng, LTG xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!